Vàng lấy lại mốc quan trọng, giới đầu tư tiếp tục lạc quan. Giá kim loại quý bật tăng ngay khi mở cửa phiên đầu tuần, lấy lại mốc quan trọng sau khi bị bán tháo phiên cuối tuần. Thời điểm sáng 20 tháng 12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.800 đô la Mỹ một ounce, tăng nhẹ 2 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng tuần mới tiếp tục chinh phục mốc quan trọng 1.800 đô la Mỹ sau khi bị mất mốc này do đà bán tháo vào phiên giao dịch cuối tuần trước. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự báo lạm phát của Mỹ ở mức 2,6% trong năm tới, vàng vốn có giá này lại càng trở nên hấp dẫn hơn khi nhiều nhà đầu tư coi kim loại quý này như một vũ khí chống lại lạm phát. Tuy nhiên, giá vàng tăng sốc cũng khiến nhà đầu tư bán tháo chốt lời, khiến kim loại quý gần như mất hết thành quả tăng giá trước đó. Theo dự báo của giới phân tích, giá kim loại quý có thể tiếp tục tăng khi lạm phát vẫn là mối lo hàng đầu của nhà đầu tư. Thêm vào đó, căng thẳng địa chính trị và sự lây lan của biến chủng Omicron cũng thúc đẩy vàng tăng giá. Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng SJC mua vào bán ra ở mức 60,95, 61,67 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng so với phiên hôm qua. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 60,7, 61,6 triệu đồng một lượng, Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 61,05, 61,55 triệu đồng một lượng. Vàng Doji và Phú Quý SJC không thay đổi so với phiên trước.